vĩnh sinh khí luyện chế kính thế giới chân chính có thể phản xạ hết thảy lực lượng so với kính thế giới mà thần thoại lão nhân dùng dòng khí thần thoại luyện chế ra thì cường đại hơn không biết bao nhiêu lần tam đại cương thi tà linh phát ra một kích cứ như vậy lại bị phương hàn hóa giải lực lượng cường đại bị phản xạ trở về anh kích cho thiên địa nhân tam hoàng cương thi đều lui về phía sau xích Uyên ma tôn tâm ma lão nhân lại càng trực tiếp bị phản kích phun máu tươi từ trên trời ngã xuống phương hàn thiêu đốt căn nguyên trực tiếp đem hoàng tuyền đại đế dung nhập vào trong kỷ nguyên thần trận cả thân thể vọt lên, xuất hiện ở bên cạnh Xích Uyên Ma Tôn, tâm ma lão nhân, hai tay một trái một phải nhấc lên, vĩnh sinh lực, đại mệnh vận thuật cường đại liền oanh kích tiến vào trong thân thể của bọn họ. Chúa tể Nguyên Thủy, vì đối phó ta không ngờ ngươi khống chế bằng hữu của ta, tương lai ta nhất định sẽ chém ngươi. Lúc Phương Hàn oanh kích đại mệnh vận thuật tiến vào trong cơ thể Xích Uyên Ma Tôn, tâm ma lão nhân liền cảm giác được linh hồn bọn họ đang bị một cỗ ma niệm vô cùng cường đại khống chế. Phương Hàn sử dụng đại mệnh vận thuật oanh kích ma niệm trong khoảnh khắc liền tiến vào nơi sâu trong vĩnh sinh chi môn thấy được ở trong một không gian hư vô có một ma tướng ngồi ngay ngắn ma tướng này có rất nhiều gương mặt gần như toàn thân trên dưới đều là gương mặt mỗi một gương mặt hoặc là người già đứa trẻ hoặc là nữ nhân thanh niên môn hình vạn trạng của thế gian đủ loại ma niệm ngưng tụ thành gương mặt đều ở trên thân thể đây là một ma tướng vô cùng quỷ bí chính là bản tôn của chúa tể nguyên thủy lúc bình thường hình tượng của chúa tể nguyên thủy chính là một lão già hiền lành nhưng là sau lưng hiền lành chân chính đó cất giấu gương mặt quỷ dị dữ tợn như thế. Những gương mặt đó của hắn dung hợp tất cả tâm tình, dục vọng, ma tâm, ma niệm, biểu tình nguyên thủy nhất đều ở trong đó. Đây là chủ tể nguyên thủy, nghe đồn được xưng là tiên vương mạnh nhất trong lịch sử. Giờ này khắp này chân thân của hắn cũng bị phong tỏa trong vĩnh sinh chi môn, tuy nhiên trên thân thể không có gông xiềng cũng không có lao tù, dường như bất cứ lúc nào đều có thể thoát thân đi ra ngoài, thoạt nhìn mạnh hơn so với thủy tổ thánh vương không ít. Nhưng vận mệnh lực của Phương Hàn vừa đánh vào, công xiềng trên thân thể chúa tể nguyên thủy liền ngưng kết thành hình thể vô số vĩnh sinh lực biến thành vĩnh sinh thần tiến hành trấn áp phương hàn đại mệnh vận thuật của ngươi quả thật là thần diệu đáng tiếc trước kia ta không thể đánh cùng ngươi một trận tuy nhiên ta sẽ chờ đợi ngươi chờ đợi ngươi cuối cùng trưởng thành chờ đợi ta từ vĩnh sinh chi môn đi ra chân chính tan biến vận mệnh đánh vỡ vận mệnh chính là lúc thành tựu vĩnh sinh đối mặt với áp bách của phương hàn vô số gương mặt của nguyên thủy phát ra thanh âm thân thể chấn động tất cả vĩnh sinh thần pháp tắc xường xích đều tan biến cả người hắn dường như lập tức muốn lao ra phương hàn liên tục oanh kích giấu tay đánh ra càng nhiều vận mệnh lực cuộn tới hắn có kinh nghiệm giao thủ với tiên vương tuy rằng lực lượng của chúa tể nguyên thủy cường đại hơn thủy tổ thánh vương rất nhiều nhưng vẫn như cũng không thể thoát khỏi trói buộc của vĩnh sinh chi môn vĩnh sinh chi môn là cường đại cỡ nào căn bản không phải tiên vương có thể chống lại vận mệnh lực hình thành vách ngăn từng đạo ngăn cản lực lượng của chúa tể nguyên thủy chúa tể nguyên thủy ngươi trước tiên yên tĩnh một chút thanh âm của chúa tể nguyên thủy lại truyền đến vách ngăn nháy mắt vỡ nát lực lượng thật lớn đánh vào trong cơ thể phương hàn lập tức thân thể phương hàn chấn động xoay tròn như con quay một cỗ khí tức cường đại bộc phát ra thì ra là dưới một kích trời xuôi đất khiến thế nào lại trợ giúp hắn luyện hóa cương thi tà linh của hoàng tuyền đại đế thoát ly đủ loại trói buộc về thân thể khiến cho kỷ nguyên thần trận của phương hàn gần như trong nháy mắt đại thành tu vi tăng tiến vùn vụt mơ hồ có khả năng lập tức đột phá cảnh giới 17 kỷ nguyên chúa tể nguyên thủy đa tạ ngươi. Hiện tại ta tấn chức tu vi 17 kỷ nguyên, toàn bộ đều là công lao của ngươi. Khí tức của Phương Hàn liên tục kéo lên, Bễ nghĩa thiên hạ. Thanh âm phá kén thành bướm lại vang vọng lên, một cỗ vĩnh sinh khí xoay tròn trên thân thể Phương Hàn, đại lượng vĩnh sinh hải dương lại xuất hiện trên đỉnh đầu Phương Hàn quán đỉnh mà xuống. Lực lượng nghiêng trời lệch đất, chiến trường tiên vương đều run rẩy. Hắn bắt đầu tấn chức tu vi, tới trình độ 17 kỷ nguyên. Lực lượng một kích kia của chúa tể nguyên thủy rót vào trong thân thể Hoàng Tuyền Đại Đế, thu được hiệu quả không tưởng. Hoàng Tuyền Đại Đế vốn là ma, bị một kích của vô thượng ma chủ, trải qua đại mệnh vận thuật, kỳ nguyên đạo thanh tẩy không ngờ tu vi cũng bắt đầu tấn chức, làm cho phương hàn lột xác. Không tốt. Thái Hoàng Thiên chấn động. Giá chủ, chúng ta mau lui về. Phương hàn này không ngờ đang tấn chức, tăng lên tới tu vi 17 kỳ nguyên. Tại sao lại như vậy? Trong mắt Hoa Thiên Đô thiếu chút nữa rớt xuống. Chẳng lẽ số mệnh của hắn mạnh mẽ như vậy? Hoa Thiên Đô, ngươi yên tâm. Phương Hàn này trưởng thành như thế nào, ta đều sẽ bồi dưỡng ngươi cường đại như hắn. Chủ tể nguyên thủy ta, tiên vương mạnh nhất trong lịch sử muốn phá tan vận mệnh. Thượng cổ tam hoàng, dung nhập thân thể hoa thiên đô. Thanh âm của chủ tể nguyên thủy vang vọng hư không, đột nhiên thượng cổ tam hoàng biến thành ba luồng hào quang trực tiếp tiến vào thân thể hoa thiên đô. Lập tức hoa thiên đô lại cũng bắt đầu lột xác, bắt đầu tăng tu vi giống phương hàn như đúc. Cùng lúc đó, lực lượng của chúa tể nguyên thủy không ngừng rót xuống, thật sâu đánh vào linh hồn ý niệm của hoa thiên đô, trợ giúp hắn phát huy ra năng lực mạnh nhất của tam sinh thạch trong giây lát không ngờ tu vi phương hàn hoa thiên đô đều tăng tiến vùn vụt tiến vào tu vi 17 kỷ nguyên một người là trời sinh đại khí vận một người thì được tiên vương trợ giúp gần như tất cả tiên vương đều lựa chọn hoa thiên đô làm quân cờ đối kháng phương hàn chiếm được tu vi của rất nhiều tiên vương trực tiếp quán đỉnh hoa thiên đô cho dù là một con heo cũng sẽ tăng tiến vùn vụt thiên đô thành run rẩy mãnh liệt mọi người đều im bặt như hến thực lực hoa thiên đô lại một lần nữa mạnh mẽ dã tâm những người này lại đè xuống lựa chọn cúi đầu thật sâu tâm ma đạo huynh xích uyên đạo huynh các ngươi không việc gì chứ ta đã đánh vỡ ý niệm của chúa tể nguyên thủy trong cơ thể các ngươi hiện tại linh hồn do tự mình khống chế phương hàn một bên tấn chức tu vi một bên đánh thức tâm ma lão nhân xích uyên ma tôn phương hàn sau khi hai người thanh tỉnh trên mặt hiện ra thần sắc hổ thẹn sau khi chúng ta tiến vào chiến trường tiên vương liền bị chúa tể nguyên thủy khống chế tu luyện ma công vô thượng muốn tạo thành kiềm chế đối với ngươi lại bị ngươi trực tiếp hóa giải khống chế của hắn. Ta luyện thành đại mệnh vận thuật, nếu không căn bản không thể đánh lui ý niệm của chúa tể nguyên thủy. Được rồi, tiến vào kỳ nguyên thần trận của ta trở thành một mắt trận, ta truyền thu kỳ nguyên đạo cho các ngươi. Hiện tại chúng ta cùng nhau đối chiến hoa thiên đồ. Đây là một địch nhân cuối cùng trong chư thiên, giết chết hắn, chúng ta có thể yên lặng tu luyện, chờ đợi tới lúc đại kiếp nạn thiên địa hủy diệt tới, bĩnh sinh chi môn phun ra thần vật. Phương Hàn vung tay lên đưa hai người vào kỷ nguyên thần trận trở thành mắt trận. Hiện tại hắn chính thức tu luyện tới tu vi 17 kỷ nguyên, cách đại đạo tiên vương chân chính đã không xa. Thậm chí hắn đã cảm giác được, chỉ cần mình tấn chức lần nữa là có thể học phương thanh tuyết năm đó, thúc dục vĩnh sinh chi môn chấn áp hết thảy, đánh vỡ cấm kỵ tiêu diệt hết thảy. Phương Hàn, Hoa Thiên Đô về tới Thiên Đô Thành, sắc mặt biến đổi, khí chất dường như đã xảy ra biến hóa về bản chất. Vừa rồi hấp thu thân thể của Tam Hoàng Viễn Cổ, lại được chúa tể nguyên thủy quán đỉnh, hắn lại lần nữa ngộ đạo, tu vi cũng tới 17 kỷ nguyên tam sinh thạch xuất hiện ở ngực giống như một trái tim tam sinh quang chiếu dọi toàn thành hiện tại tu vi của ta đã không khác gì ngươi ngươi có đại khí vận ta có tiên vương duy trì trong toàn bộ chư thiên chỉ hai chúng ta thực lực cường đại nhất hiện tại liền phân thắng bại ra tay đi hoa thiên đô sát tâm đã nổi dậy cùng với phương hàn địch nhân số mệnh quyết tử chiến ngươi cũng xứng làm đối thủ ngươi chỉ là một quân cờ quân cờ của đám tiên vương kia tu vi của ngươi căn bản không phải tự mình tu luyện mà có phương hàn khinh thường nói từ đầu đến cuối ngươi chỉ là một con rối đáng thương. Kiếp trước của ngươi, Hoa Thiên Quân cũng là con rối của Tạo Hóa Tiên Vương, hiện tại Hoa Thiên Đô kiếp này cũng là một con rối. Con rối? Nghe thấy lời này, thanh âm của Hoa Thiên Đô đều vặn vẹo. Ta có phải con rối hay không không quan trọng, quan trọng là ta sẽ bắt ngươi, khiến cho kỷ nguyên môn của ngươi kể cả ngươi đều biến thành con rối của ta. Ngươi sẽ giống như một con chó, phủ phục dưới chân ta, vẫy đuôi mừng rỡ. Giáo chủ. Ngay khi Phương Hàn cùng Hoa Thiên Đô đối thoại, mùi thuốc súng dày đặc, hết sức căng thẳng trọng yếu thì Thái Hoàng Thiên lên tiếng. Lúc này không phải lúc tranh đấu cùng Phương Hàn. Ngài phải củng cố tu vi miễn cho người khác thừa cơ hội. Trong chiến trường tiên vương này còn có nhân vật cường đại như ngài. Vạn nhất hai hồ tranh chấp lưỡng bại câu thương, vậy không phải là trò cười sao. Chúa tể man tổ của man tộc, còn có lão già bảo thủ, chúa tể vạn yêu, thú tổ của thú tộc. Nghe đồn đều ở trong chiến trường tiên vương, tu vi bọn họ cũng phi thường cường đại. Hơn nữa ở trong vĩnh sinh chi môn còn phong ấn tiên vương, chúa tể vạn thú vẫn không tỏ thái độ hiển nhiên là có tính toán khác hắn vừa không duy trì giáo chủ cũng không lôi kéo phương hàn vậy sao trong lòng hoa thiên đô chấn động tuy nhiên trên mặt lại hiện ra nụ cười tàn khốc nếu đã như vậy ta liền gọi hết đám lão già bảo thủ này ra mượn tu vi của bọn họ đối phó với phương hàn thì tốt rồi đột nhiên hắn cất cao giọng man tổ chúa tể vạn yêu thú tổ ta biết các ngươi đều ở nơi sâu trong chiến trường tiên vương quan sát ta cùng phương hàn chiến đấu hiện tại đều xuất hiện đi trong chư thiên này chúng ta cường đại nhất hiện tại cùng một chỗ liên thủ giết phương hàn chính là thắng lợi cùng nhau nganh đón thiên địa tan biến thanh âm cuồn cuộn truyền vào nơi sâu trong chiến trường tiên vương sắc mặt phương hàn không thay đổi hắn đã sớm biết ở sâu trong chiến trường tiên vương có nhân vật cường đại ẩn nấp ha 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 quả nhiên một thanh âm đáp lại hoa thiên đô phương hàn các ngươi tranh đấu không quan hệ gì chúng ta ngươi muốn đối phó với phương hàn xin mời đừng lôi kéo chúng ta Phương Hàn này tuy rằng hấp dẫn nhưng là chúng ta lại sợ làm đổ cưới cho người khác. Chú Tể Vạn Thú ở trong Vĩnh Sinh Chi Môn đã sớm phỏng đoán, lần này ba ngàn kỷ nguyên cuối cùng tan biến, cơ hội thành tựu Vĩnh Sinh chỉ có một người. Không thể tưởng được trong chiến trường Tiên Vương còn có thế lực thứ ba, không ngờ là thế lực do Man tộc, yêu tộc, thú tộc tạo thành, cực kỳ mạnh mẽ tạo thành thế chân vạc với Phương Hàn và Hoa Thiên Đô. Yêu thú từ trước đến nay chẳng phân biệt, yêu chính là thú, thú cũng là yêu về phần man tộc chính là một đám người dã man làm bạn cùng yêu thú bọn họ liên lụy cùng nhau tạo thành liên minh cũng phi thường bình thường đám yêu thú man tộc các ngươi muốn chiếm tiện nghi nào dễ dàng như vậy không cần lén lút xuất hiện đi hiện tại hoa thiên đô đã không sợ bất luận kẻ nào đột nhiên cử động năm ngón tay nắm thành quyền biến thành một chữ diệt chiếu sâu vào trong hư không một tảng lớn hư không trực tiếp tan biến lực lượng quả thật có thể so với vũ trụ đại bùng nổ nhưng là ngay khoảnh khắc bùng nổ đó một cỗ dao động từ sâu trong hư không truyền ra. Một cái thú chảo thật lớn chậm rãi vươn ra, tất cả pháp lực dao động toàn bộ mất đi dưới thú chảo này. Không ngờ hóa giải một kích của Hoa Thiên Đồ. Hoa Thiên Đồ, tuy rằng ngươi được Tiên Vương duy trì, tu vi tấn chức tới 17 kỷ nguyên nhưng ta căn bản không sợ ngươi. Ngươi muốn chiến, ta đây liền chiến. Xem là tu vi ngươi lợi hại hay là pháp lực của thú đạo ta cao minh. Sau thú chảo là một con cự thú thái cổ vô cùng lớn giấu ở trong tầng tầng sương mù cự thú này so với bất kỳ một thần thú thái cổ nào đều khổng lồ hơn, dường như có thể phun ra nuốt vào kỷ nguyên, nắm giữ thời gian không gian, chậm rãi hiện ra trong sương mù. Thân thú dần dao động, biến mất, thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một người thần bí bộ dạng như dân du cư hắc ám. Dân du cư hắc ám thần bí này là thái cổ cự thú biến thành, như không thấy diện mạo thực nhưng khí thức dã thú trên thân thể rất rõ ràng. Là vua của vạn thú, không có một loại thần thú, hung thú, dã thú nào vĩ đại như hắn. Giã thú này là lão già bảo thủ không biết bao nhiêu kỷ nguyên trước, pháp lực dao động lại không dưới Hoa Thiên Đô cùng Phương Hàn, gần như cũng tấn chức tù vì 17 kỷ nguyên. Thái Hoàng Thiên vừa nhìn thấy dân du cư hắc ám do thú vương thật lớn hóa thành, ánh mắt đều khiếp sợ rãi ra, trong miệng của hắn gian nan học ra một chữ. Trương niên này vừa phương ra, tất cả thiên quân đều kinh hãi. Thiên quân của giới thượng giới đều hết sức xa xưa, có cường giả sống hơn 10 kỷ nguyên tự nhiên biết thú vương cường đại nhất trong thú đạo chính là niên thú trong bất kỳ kỷ nguyên nào đều có truyền thuyết của điên thú đại biểu cho kết thúc của một năm tiếp một năm trong thu đạo nó là hung thú mạnh mẽ nhất khủng bố nhất làm cho người ta không có hy vọng gì tương truyền niên thú hóa thân ức vạn người của mỗi một kỷ nguyên văn minh đều từng bị nó hãm hại mỗi khi đến cuối một năm hóa thân của nó sẽ lại xuất hiện cắn nuốt hết thảy niên thú là một cái truyền kỳ là một thần thoại địa vị của bất kỳ thần thoại thần thú nào đều không bằng nó cái gì côn bằng thần long phượng hoàng chu tước huyền vũ đều không bằng niên thú nghe đồn chúa tể vạn thú của thú đạo văn minh trước kia cũng là một con niên thú niên thú hiện tại xuất hiện là con của chúa tể vạn thú nhưng cũng là nhân vật vô thượng sinh sống hơn 10 kỷ nguyên không ngờ xuất hiện ở trong chiến trường tiên vương gần như tất cả thiên quân đều trầm mặc bởi vì uy danh của niên thú thật sự là rất hung tàn thẩm thấu vào trong mỗi một văn minh trong lòng thiên quân có một loại sợ hãi bản năng nhưng, ngươi là người lãnh đạo cao nhất của liên minh yêu thú man chúng ta ngươi liền ký kết khế ước với kỷ nguyên môn thiên đô giáo đi. Trong kỷ nguyên này chung sống hòa bình cùng nhau chờ đợi kỷ nguyên tan biến đại kiếp nạn bắt đầu, như thế nào? Chờ đợi vĩnh sinh chi môn phun ra thần vật, đều tự cấp đoạt, tu luyện tới cảnh giới cao minh nhất rồi mới phân thắng bại. Hiện tại đánh sống đánh chết thật sự quá lãng phí. Lại một thanh âm truyền ra, là thanh âm của chúa tể vạn yêu trong truyền thuyết. Vị lãnh tụ yêu tộc chúa tể vạn yêu trong lời đồn này dường như là một nữ nhân, dáng vẻ thốt tha mỹ miều, mặc một bộ trường bảo màu máu xuất hiện ở bên cạnh nghiên thú với tư thái lắc lư tiếp đó lại có một người dã man toàn thân hình xăm cũng xuất hiện. Đó là thủy tổ của man tộc, tu vi không ngờ chừng 16 kỷ nguyên, cao hơn chúa tể càn khôn. Nghe đồn đã ngã xuống, hiện tại lại xuất hiện ở nơi này. Chúa tể vạn yêu là tu vi 16 kỷ nguyên, man tổ cũng là như thế. Mà nên thú lão già bảo thủ của thú đạo này tu vi chừng 17 kỷ nguyên. Ngoài ra, bên trong sương mù phía sau bọn họ dường như có rất nhiều khí tức mạnh mẽ, cũng là cao thủ thiên quân dưới chướng bọn họ. Bất kể là man tộc hay là yêu tộc, thú tộc thì cao thủ thiên quân đều nhiều vô cùng. Hiện tại lại liên hợp cùng nhau hợp thành đại giáo vô thượng, có thể thành thế chân vạc với thiên đô giáo cùng kỷ nguyên môn. Thì ra là chúa tể nên thú trong truyền thuyết, vẫn nghe nói đến truyền thuyết của ngươi, hiện tại rốt cục nhìn tận mắt quả thật xanh bất hư truyền. Phương Hàn mỉm cười. Đích sắc lúc trước hắn tưởng nghe nói qua truyền thuyết về nên thú này. Nên thú chính thức xuất hiện ở trước mặt hắn, có một loại cảm giác kỳ diệu. Kỷ nguyên môn chủ Phương Hàn. niên thú nhìn về phía hắn, hiện tại trong thiên địa gần như là ba thế lực chúng ta mạnh mẽ nhất ý của ta là trước tiên không nên đánh nhau chết sống như thế nào nghỉ ngơi lấy sức chờ đợi đại kiếp nạn thiên địa hủy diệt vĩnh sinh chi môn phun ra thần vật thì mạnh ai nấy cướp đạt thần vật đến lúc đó mới bắt đầu chiến đấu tự bằng vào bản lĩnh ta không có ý kiến phương hàn gật gật đầu nhìn hoa thiên đô hiện tại không có ích lợi đánh nhau quả thật không có ý tứ lúc vĩnh sinh chi môn phun ra bảo tàng mới đều tự cướp đoạt mới có ý nghĩa hiện tại tuần hại căn nguyên vô cớ tiện nghi cho những tiên vương phun ra từ trong vĩnh sinh chi môn mà thôi. Lần này ta đã suy tính ra, sau khi vĩnh sinh chi môn phun ra thần vật thì đám tiên vương kia mới có thể thoát vây mà ra, cho nên chúng ta cũng có đủ thời gian chuẩn bị. Ta cũng biết các ngươi đều là nhân vật tung hoành thiên địa, ai cũng không muốn bị tiên vương giảng buộc. Hoa thiên đô, ngươi thấy thế nào? Nhân thú nhìn về phía hoa thiên đô. Thế lực ba phương chúng ta tạm thời ký kết hiệp nghị ngưng chiến, chờ đợi thần vật phun ra. Ngươi sẽ không vội vã muốn động thủ như vậy chứ. Hoa thiên đô nhìn phương hàn, Nhiên thú, sắc mặt biến đổi không ngừng. Hắn cũng biết hiện tại có thêm một thế lực Nhiên thú, tiếp tục đánh nhau chết sống với Phương Hàn cũng không phải là một chuyện hay. Vạn nhất lưỡng bại câu thương bị người chiếm tiện nghi vậy thì thiệt lớn. Nếu đã như vậy, Phương Hàn, ta liền cho ngươi sống lâu thêm một đoạn thời gian. Con rối đáng thương như con kiến, ngươi có tư cách gì nói chuyện với ta?" Phương Hàn khinh thường nói. "Chờ đến ngày thiên địa đại hủy diệt, ta lấy tính mạng của ngươi cũng có vẻ có ý nghĩa." Hoa Thiên Đô nổi giận lôi đình, tuy nhiên cuối cùng tỉnh táo lại, hóa thành tươi cười âm lãnh. Cho ngươi chiếm ít tiện nghi miệng lưỡi, lúc chân chính phân thắng bại, cho ngươi biết cái gì tên là đáng thương và sỉ nhục. Chúng ta đi. Toàn bộ thiên đô thành lập tức bay lên, hoáng lên một cái liền biến mất khỏi chiến trường tiên vương, không biết tới nơi nào. Hiện tại chỉ còn lại Phương Hàn và thế lực phía niên thú. Phương Hàn đang muốn rời đi thì niên thú đột nhiên nói. Phương Hàn huynh, có thể dừng một chút, ta có lời muốn nói. Chuyện gì? Phương Hàn sớm biết niên thú có lời muốn nói, Tuy nhiên hắn căn bản không tin tưởng bất kỳ lời nói nào của liên minh tam đại yêu thú man này. Trên thực tế, tin tưởng bọn họ không bằng tin tưởng Hoa Thiên Đô. Ta thật cũng có chuyện muốn nhờ Phương Hàn Huynh hỗ trợ. Nhân thú nói, nếu Phương Hàn Huynh có thể giúp ta việc này, ta nguyện ý cùng ngươi liên thủ đối phó Hoa Thiên Đô. Chắc là Phương Hàn Huynh hiện tại tu luyện tới cảnh giới như thế cùng hiểu được thân phận của mình, chính là thứ gì đó mâu chốt trong vĩnh sinh chi môn chuyển thế. Tiên vương nào cũng đều muốn tranh đoạt ngươi, khống chế ngươi giành được vận mệnh là có thể được vĩnh sinh điều này ta sớm đã biết ngươi nói có chuyện cần ta hỗ trợ rút cục là cái gì sẽ không phải khiến ta trợ giúp ngươi thi triển vận mệnh lực khiến chúa tể vạn thú bị giam cầm trong vĩnh sinh chuyên môn thoát vây chứ phương hàn nói không sai chính là như thế chẳng lẽ phương hàn huynh từng trợ giúp tiên vương thoát vây trong mắt nhiên thu lóe ra một tia kỳ quang không sai thủy tổ thánh vương của thần tộc từng nhờ ta trợ giúp cho ta hứa hẹn nhưng lại vào thời điểm mấu chốt nhất đã ám toàn ta bị ta đánh lui từ đó về sau ta sẽ không tiếp tục tin tưởng tiên vương nào. Cho nên lần này niên thú huynh tìm ta, ta có một chút khó xử. Vạn nhất chúa tể vạn thú kia ám toán ta, vậy làm sao bây giờ? Phương Hàn lại bắt đầu tính kế. Hắn gần như có thể khẳng định đề nghị này của niên thú nhất định là muốn tính kế mình. Tuy nhiên hắn cũng đang nghĩ mượn dùng niên thú kết nối cùng tiên vương chúa tể vạn thú, cướp lấy chân khí nguyên lực của đối phương vì chính mình cùng môn nhân tranh đoạt được một đường sinh cơ. Hiện tại thực lực ký nguyên môn cùng thiên đô giáo tranh lệch thật sự quá lớn, nếu không tăng thực lực chỉ sợ khó thể chống lại. Vạn nhất hắn có gì sơ suất, chỉ sợ toàn bộ sẽ phải hủy diệt. Nhưng là hiện tại cách thiên địa đại hủy diệt không còn bao nhiêu thời gian, tu luyện tiếp cũng không thể tiến bộ nhanh chóng. Duy nhất chính là cần thiên vương dung nhập tu vi. Nếu nhân vật trọng yếu trong kỷ nguyên môn đều tu luyện thành thiên quân, vậy là có thể vượt qua đại kiếp nạn của kỷ nguyên này. Là môn chủ, Phương Hàn không muốn mỗi một đệ tử trong phái đều chết đi, sinh ra thiên nhân ngũ si. Hiện tại, chúa tể vạn thú này ám toán hắn là cơ hội duy nhất phương hàn huynh không cần lo lắng chúng ta có thể hạ lời thề trọng yếu tuyệt đối sẽ không vì một chút lợi cực nhỏ mà ám toán ngươi nghiên thú chúa tể vạn yêu thậm chí là tổ sư man tộc đều liên tục thề tuyệt đối không như vậy nhưng phương hàn lại rõ ràng bắt được một tư dụng tâm hiểm ác ở sâu trong nội tâm bọn họ chúng ta có thể dùng thần vật để nhờ phương hàn huynh nghiên thú thấy phương hàn do dự lập tức nói phương hàn huynh thần vật ở nơi ta phi thường nhiều thậm chí có thể dùng cổ tự ta nắm giữ để đổi lấy hữu nghị của ngươi nếu lần này thành công, thậm chí ta có thể trợ giúp ngươi diệt hoa thiên đồ. Như thế nào? Phương Hàn hứng thú trỗi dậy hỏi. Trên tay ngươi hiện tại nắm giữ bao nhiêu cổ tự? Hứng thú của Phương Hàn đối với cổ tự quả thật còn muốn lớn hơn so với tạo hóa thần khí. Bởi vì hắn biết chỉ có cổ tự mới là căn nguyên của văn minh. Mỗi một cổ tự chuyên gia từ trong vĩnh sinh chi môn gần như đều có thể khai sáng ra một văn minh. Hiện tại hắn nắm giữ chừng hơn 20 cổ tự, tuy nhiên vẫn còn không đủ hắn cần càng nhiều cổ tự để tăng cường văn minh của kỳ nguyên đạo để đánh vào cảnh giới tiên vương càng cao thâm hơn càng thêm lợi hại chính là cổ tự vào trong tay hắn trải qua vận mệnh lực thanh tẩy có thể phát huy ra lực lượng mà người bình thường không thể phát huy nên thú này không ngờ lại đưa ra dùng cổ tự làm thù lao cái này cho dù là có âm mưu hắn cũng muốn gắng gượng mà bước vào phương hàn huynh thật sự là trực tiếp nên thú nở nụ cười cũng tốt để ta cho phương hàn huynh nhìn một chút về cổ tự ta nắm giữ chữ phúc xuất hiện đi trong lúc nói chuyện trên tay của hắn xuất hiện một chữ phúc. Chữ này vừa xuất hiện lập tức trên đó xuất hiện số mệnh phúc trách liên miên, mỗi người đều cảm thấy được vận khí của mình dường như tốt hơn rất nhiều, được lây dính phúc khí. Chữ phúc. Diêm ở bên cạnh Phương Hàn lập tức kêu lên. Chữ phúc này còn ngự trị ở trên chữ thọ. Nghe đồn ba chữ phúc lập thọ ở cùng một chỗ, rơi vào trong tay một tiên vương. Tiên vương kia hơn 10 kỷ nguyên cũng ngã xuống, ba chữ không biết rơi vào tay ai. Ba chữ hợp lại, có thần uy vô địch. Còn nữa không? Phương Hàn nhìn chữ phúc, trong lòng cân nhắc, trên mặt hiện ra vẻ tán thưởng rõ ràng. Niên thú huynh hùng bá vô số kỷ nguyên khẳng định còn có rất nhiều cổ tự. Để cho ta thưởng thức một chút đi. Không thành vấn đề. Nụ cười trên mặt niên thú càng sáng lạn, hình như cố ý hấp dẫn Phương Hàn. Tiếp đó bàn tay vung lên, một vũ trụ nhỏ bé xuất hiện trong tay. Trong bàn tay vũ trụ này rất nhiều cổ tự chìm nổi, ước chừng có hơn 10 chữ. Trong đó không ngờ có hai chữ đao, kiếm, cũng có thủ, đại, thực. Trong truyền thuyết, những cổ tự tạo nên uy danh thật lớn trong kỷ nguyên này. Phương Hàn nhìn quả thật là động tâm, tuy nhiên ở sâu trong nội tâm hắn lại vô cùng bình tĩnh. Thế nào? Phương Hàn đạo huynh. Nghiên thú cười nói, nếu ngươi có thể trợ giúp chúa tể vạn thú chúng ta mở gông xiềng của vĩnh sinh chi môn, như vậy ta sẽ đem những cổ tự này làm thù lao tặng ngươi. Như thế nào? Vậy sao? Phương Hàn cân nhắc một lát. Vì những cổ tự này, vậy chúng ta hợp tác. Tuy nhiên tu vi của đệ tử kỷ nguyên môn ta vẫn rất nhỏ yếu. Nếu ngươi có tiên khí thánh phẩm, tạo hóa thần đan, chư thiên thần vật trước tiên đưa ta một ít. Ta muốn tăng thực lực đệ tử trong phái sau đó bố trí kỷ nguyên thần trận mới có thể càng tốt trợ giúp cho chúa tể vạn thú phá tan phong ấn cùng công xiềng. Không thành vấn đề. Lập tức niên thú, chúa tể vạn yêu, man tổ đều gật đầu. Chúa tể vạn yêu còn chưa đùa. Lực lượng của hoa thiên đô chúng ta đều đã thấy. Tập trung tất cả thiên quân liên thủ, quả thật là mạnh. Mang theo mô nhân cùng chiến đấu mới là phương đạo. Trong lúc nói chuyện, niên thú đánh mắt ra hiệu cho hai người lập tức chúa tể vạn yêu, man tổ đều đưa tới một túi pháp bảo. Phương Hàn vừa nhìn liền thấy trong đó tràn đầy một số hài cốt thiên quân viễn cổ cùng với thần vật, ngoài ra tiên khí thánh phẩm, tạo hóa thần đan cũng có một ít. Xem ra vì kết giao Phương Hàn, để cho hắn giải cứu chúa tể vạn thú, bọn họ đã chịu đầu tư lớn. Nếu đã như vậy ta sẽ cầm về tăng thực lực cho mô nhân của ta. Đến khi các ngươi chuẩn bị tốt, cho ta biết một tiếng. Ta sẽ lập tức mang theo mô nhân cùng đi vào, thay chúa tể vạn thú phá bỏ phong ấn thân thể Phương Hàn nháo một cái liền biến mất, rời khỏi chiến trường Tiên Vương. Chúa tể Nên thú, ngươi nói Phương Hàn này có đáng tin hay không? Man tổ hỏi. Hắn đáng tin hay không cũng không trọng yếu, chúng ta đáng tin là được rồi. Chúa tể Vạn yêu cười nói, âm mưu thật sâu, người này vì ích lợi quả thật cái gì cũng dám làm. Điều này cũng đáp ứng được, tuy nhiên chúng ta vẫn phải cẩn thận, tránh bị hắn lợi dụng. Chúa tể Nên thú, Chúa tể Vạn thú thật sự đều đã chuẩn bị xong mọi sự chỉ chờ thi triển ra thần lực hủy diệt đến từ ta là linh hồn vượt qua vĩnh sinh chi môn đoạt xá phương hàn nên biết rằng vừa rồi phương hàn nói thủy tổ thánh vương cũng chuẩn bị ám toán hắn như vậy không ngờ thất bại đây cũng là một giáo huấn đáng tiếc chúng ta không thể đi hỏi thủy tổ thánh vương không sai đây là kế hoạch lớn của chúa tể vạn thú trong mắt chúa tể niên thú lóe lên điên cuồng thật sâu đám tiên vương kia đều muốn tính kế phương hàn từ trong vĩnh sinh chi môn đi ra do đó bố trí đủ loại quân cờ đáng tiếc đều không thể thành công chỉ có chúa tể vạn thú mới là đại khí phách lần này trực tiếp bỏ qua thân thể tiên vương theo đốt để đạt được lực lượng linh hồn vượt qua trói buộc của vĩnh sinh chi môn trực tiếp bám lên thân thể phương hàn cướp lấy thể xác hắn kế hoạch vĩ đại như thế lực lượng vứt bỏ thân thể cho dù tiên vương đều không thể ngăn được bởi vì không có tiên vương có thể vứt bỏ thân thể của mình đương nhiên tên điên chúa tể nguyên thủy kia là ngoại lệ tuy nhiên chính vì chúa tể nguyên thủy vứt bỏ thân thể của mình lần này cũng không thể thi triển ra được kế hoạch vĩ đại này thủy tổ thánh vương tính là cái gì hắn luyến tức thân thể của mình. vứt bỏ thân thể của mình, tu vi tiên vương cứ như vậy vỡ nát. Chúa tể vạn thú quả thật là vĩ đại. Man tổ, chúa tể vạn yêu đều tặc lưỡi tán thưởng. Thực lực của phương hàn phi thường mạnh, chúng ta phải làm chuẩn bị vẹn toàn. Có cần thông chi hoa thiên đô hay không? Không cần. Hoa thiên đô này phi thường âm hiểm. Hơn nữa đây là kế hoạch của chúa tể vạn thú, không thể để tiên vương khác biết. Hơn nữa mọi thứ của phương hàn chúng ta phải độc chiếm, vì sao cấp cho hoa thiên đô sau khi chú tể vạn thú đoạt xá phương hàn lập tức sẽ giết chết hoa thiên đô hùng bá chư thiên sau đó mượn dùng thần vật phun ra một lần nữa tu thành tiên vương lĩnh ngộ đại mệnh vận thuật giết chết tất cả tiên vương trở thành chủ nhân vĩnh viễn của thời đại mới sau khi ba ngàn kỷ nguyên tan biến một thời đại mới không biết có bộ dạng thế nào hy vọng chúng ta có thể sống đến thời đại kế tiếp sau khi ba ngàn kỷ nguyên tan biến sẽ là như thế nào thời đại mỗi người đều có thể vĩnh sinh thật sự là chờ mong không vội chỉ cần chúa tể vạn thú có thể thành công cướp lấy thân thể phương hàn chúng ta đều có thể sống rất nhiều thời đại cho dù là đạt được vĩnh sinh cũng không phải hy vọng xa vời ba cao thủ vô thượng nghị luận với nhau sau đó biến mất ở nơi sâu trong chiến trường trương hằng mà lúc này phương hàn đã về tới trong kỳ nguyên thành vô số đệ tử đều đang vất vả tu luyện phương thanh tuyết cũng đang bế quan tu luyện ý đồ một lần nữa tăng cảnh giới vô số vận mệnh lực hội tụ thành hải dương ở trên đầu của nàng diễn biến thành bầu trời mặt đất các loại tiên thuật ngũ hành âm dương lục hợp, thất tinh, bát quái, cửa cung. Hiện tại tu vi của Phương Thanh Tuyết là 15 kỷ nguyên tương đương với chúa tể càn khôn, tuy nhiên hiện tại quá nhỏ yếu phải nhanh chóng tăng lên tu vi. Vì nên đón thiên địa đại hủy diệt, Phương Hàn quyết định binh đi chiêu hiểm. mượn dùng lực lượng của chúa tể vạn thú thay hắn tấn chức. Phương Hàn, huynh đã trở lại, tu vi của huynh lại tăng lên. Phương Thanh Tuyết vừa cảm ứng Phương Hàn trở về, mở mắt, lập tức liền nhìn thấu tu vi Phương Hàn. Hai người tâm linh tương thông. Phương Hàn cùng không giải thích gì, trực tiếp rộng mở tâm linh truyền hết đủ loại trí nhớ cho Phương Thanh Tuyết để nàng hiểu biết mọi sự phát sinh trong chiến trường Tiên Vương. Cái gì? Chú Tề Vạn Thú muốn tìm huynh thay hắn giải phong ấn. Trăm phần trăm có âm mưu. Phương Thanh Tuyết nói thẳng, khẳng định sẽ không tin tưởng yêu thú. Ta cũng biết, tuy nhiên ta chuẩn bị mượn dùng Tiên Vương lực thay muội tăng tu vi cùng với bản thân cũng lại tăng lên, toàn bộ kỳ nguyên môn đều tăng lên. Phương Hàn gật đầu. Hơn nữa, ta sớm nghĩ kỹ, hiện tại chúng ta liên thủ bế quan nhập định thi triển ra dạ vận mệnh lực xuyên qua vĩnh sinh chi môn tư duy tiến vào trong đó tìm kiếm vị trí chúa tể vạn thú bị phong ấn xem hắn rốt cục muốn làm gì là muốn thi triển âm mưu gì một khi hiểu biết âm mưu của hắn liền biết người biết ta trăm trận trăm thắng không sợ hắn có thể ngất trời chỉ là một dòng tư duy mà thôi có thể đối kháng với ta tu vi 17 kỷ nguyên sao đây là một ý kiến hay trong lúc nói chuyện phương hàn triệu tập mọi người phân phát thần vật đan dược pháp bảo lấy từ liên minh yêu thú đồng thời dùng đại mệnh vận thuật thanh tẩy một lần, sau đó cùng Phương Thanh Tuyết liên thủ nhập định. Đại mệnh vận thuật liên hợp cùng một chỗ, trong khoảnh khắc vượt qua vô cùng hư không tới cuối chiến trường Tiên Vương. Vận mệnh lực liền thấy được một cánh cửa xuất hiện ở một thế giới khác. Cánh cửa này to lớn, vĩ đại, huy hoàng, mênh mông, hơn tất cả những cánh cửa Phương Hàn từng thấy. Mọi từ ngữ ca ngợi đều xuất hiện vì cánh cửa này. Chữ viết bên trên mơ hồ không rõ, nhộn nhạo khí tức bất hủ. Tư di phương hàn to lớn vô hạn nhưng bất kể như thế nào đều không có năng lực thấy rõ cánh cửa này cao bao nhiêu, lớn cỡ nào. Đây chính là vĩnh sinh chi môn, tồn tại trong một thế giới khác, không ở trong chư thiên vạn giới. Đến từ thế giới dị độ, hóa thành vĩnh hằng, đánh vỡ cần băng, có huyền cơ vô lượng quỷ thần khó lường. Một cánh cửa sinh ra bao nhiêu truyền kỳ, sinh ra bao nhiêu thần thoại, là bắt đầu và kết thúc của mọi kỷ nguyên. Không chút do so dự, ý niệm của phương hàn cùng phương thanh tuyết dưới sự bao bọc của đại mệnh vận thuật tiến vào trong vĩnh sinh chi môn gần như có một loại thanh tẩy thoát thai hoán cốt, trong khoảnh khắc Phương Hàn liền cảm giác được lực lượng cực lớn của Vĩnh Sinh Chi Môn. Tu vi 17 kỳ nguyên của hắn ở trước mặt nó quả thật tương đương với con kiến. Lần trước hắn đối phó với Trung Kết Thánh Vương, không phải chính mình tiến vào trong mà là thông qua linh hồn hình chiếu của Trung Kết Thánh Vương, cùng tự mình vào tham dò khác nhau rất lớn. Nếu không có đại mệnh vận thuật cho dù tiên vương tiến vào trong đều sẽ bị xé nát, cơ hội sinh tồn cực nhỏ. Vốn Vĩnh Sinh Chi Môn là không thể tiến vào, sau lại kiếp trước của Phương Hàn từ trong đó đi ra đã xảy ra biến hóa, tiên vương mới có thể tiến vào hiện tại phương hàn cùng phương thanh tuyết vừa tiến vào dưới sự bảo vệ của vận mệnh lực bắt đầu tập trung vị trí của chúa tể vạn thú bạn họ không dám xâm nhập quá sâu nếu không vạn nhất gặp được nguy hiểm gì sẽ ảnh hưởng đến bản thể